Rồi, hello mọi người nha. Rồi, rất vui được gặp lại mọi người ha. Thì hôm nay ha, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đi tạo cái bộ cài đặt cho BFSense ha. Rồi. Giờ mình vô Google ha, mình gõ BFSense. BFSense. Rồi. Thì cũng giới thiệu sơ luôn ha. Rồi, có hết rồi. BFSense là phần mềm định tuyến ha, hay gọi là tường lửa đó. À, miễn phí. Rồi, ngày phát hành đầu tiên là ha. Rồi. Phiên bản mới nhất là 2.5.0. Rồi, hôm nay mình sẽ đi hướng dẫn mọi người cách tạo cái USB ha để đi cài BFSense. Rồi giờ mình vô cái trang BFSense ha. Thì BFSense thì có hai dạng ha. Một cái là dạng chúng ta download về chúng ta cài lên các PC ha, hay là PC mini. Còn loại thứ hai nó là cái dạng phần cứng ha, tích hợp sẵn ha. Thì BFSense bây giờ thì thuộc quyền sở hữu của NetGate ha mọi người. Đây có những cái thiết bị nè. Ví dụ như SG1001 ha. Đó. 1 GB nè, 8 GB bộ nhớ trong ha. Chip AMR Cortex A53. Đó. Có nhiều loại ha, từ thấp đến cao ha. Đây, theo cái loại mà mắc nhất ở đây là chạy Xeon ha, 8 core, 16 GB. Nói chung tùy nhu cầu ha. Còn một dạng thứ hai là chúng ta sẽ tự build ha. Chúng ta có thể dùng một cái máy máy bộ nè, hoặc là đi build một cái PC. Sau đó chúng ta cài BFSense lên. Thì để cài được BFSense chúng ta phải download nó về ha. Rồi chúng ta vào mục download. Rồi để mình giới thiệu mọi người ha, phiên bản hiện tại mới nhất á là 2.5.0 nha. Rồi. Đây chúng ta sẽ chọn cái cấu kiến trúc của nó ha là AMD SAM4. Là dành cho PC nha mọi người. PC hay là mini PC gì đó. Rồi hôm nào mình sẽ giới thiệu với mọi người một con BFSense ha. Mini PC chạy chip Atom á. Đằng sau mình cài thì mình sẽ hướng dẫn ha. Rồi chúng ta chọn AMD SAM4 ha. Rồi, tiếp theo ở đây nó sẽ có hai dạng ha. Cái dạng đầu tiên là USB Memstick Installer á, nghĩa là chúng ta download về chúng ta sẽ chép vào USB. Còn cái dạng thứ hai là file ISO ha, là chúng ta có thể cài trên hệ thống giả lập hay gọi là ảo hóa đó. Ví dụ như VMware nè, Hyper-V ha, hay là VirtualBox đó. Rồi, ở đây chúng ta cài lên USB ha, cho nên chúng ta sẽ chọn cái USB Memstick Installer. Rồi, console thì chúng ta chọn Vega ha. Đây chúng ta có cổng xuất hình Vera PC mà. Rồi, ở đây chúng ta có thể chọn những cái vùng nào ha. Đây mình chọn Singapore cũng được. Rồi bị khan tiếng. Uống cái nước cái mọi người. Khi chúng ta bấm download ha thì chúng ta sẽ download về được một cái file nè. Ở dưới góc các bạn thấy là mọi người thấy ha. 2.5 64 ha, cái file email á. Rồi. Cái thứ hai tiếp theo là chúng ta sau khi có file email rồi thì chúng ta phải dùng một cái phần mềm để ghi cái email BFSense này lên cái USB ha. Sau đó chúng ta cầm cái USB chúng ta đi cài mới được. Rồi, ở đây chúng ta sử dụng cái phần mềm mà khá quen thuộc ha mọi người. Mình hay xài cái này lắm, mình ghi Windows rồi cũng bằng cái này không á, Proofread ha. Rồi, là chúng ta vào trang chủ nó, chúng ta download về ha. Phiên bản mới nhất là 3.13. Rồi, nó tóm lại là chúng ta đi download cái file
Email của BFSense nè. Và đi đâu một cái phần mềm để ghi cái email đó vào USB. Rồi. Để tránh mất thời gian của mọi người ha, mình đã đào sẵn hai cái file đó rồi. Mình để đâu đây nè. Đây. Đây là cái file email ha mọi người. Đây mình view dẫn list luôn nha. Đây. Memstick nè ha. Còn cái file ở trên là cái file ISO mình đào sẵn luôn rồi. Rồi. Dưới là cái phần mềm Rufus ha, chúng ta ghi vào USB. Rồi đồng thời ở đây thì mình cũng có một cái USB luôn ha. 8 GB. Nói chung là khoảng 2 GB trở lên là đủ rồi. Nhưng mà bây giờ kiếm 2 GB cũng hiếm, 4 GB cũng có nữa. Rồi mình có USB ha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành ghi cái file memstick này bếp sen vào trong USB. Rồi chúng ta chạy cái phần mềm Rufus lên ha. Rồi. Đây, mặc định nó chọn sẵn luôn ha, USB của mình là 8 GB ha. Giờ mình sẽ chọn đến cái ổ đến cái file này. Memstick ha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chọn cái file BFSense ha, Memstick ha mọi người. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành bấm nút start ha, để nó sẽ ghi cái file đó vào USB ha mọi người. Rồi nó hỏi mình là tất cả các dữ liệu sẽ bị xóa đó, mình có muốn ok hay không ha, chọn ok. Rồi nó đang delete partition nè, bắt đầu nó ghi ha. Cái này cũng nhanh thôi. Mới đây mà 10% rồi. Đây, sau khi mà ghi xong thì mình cầm cái USB này ra, mình gắn vào cái mini PC hoặc là cái PC của mình đó, mình cài cài BFSense ha. Thì nói chung là tùy theo cái mạng của chúng ta ha. Rồi, càng nhiều user thì chúng ta càng sử dụng cái PC cấu hình nó mạnh hơn. RAM nó cũng nhiều hơn ha mọi người. Rồi mới đây được gần 60% rồi. Rồi. Ok ha mọi người. Nó đã báo clearly rồi ha. Rồi sẵn sàng, chúng ta mang đi cài thôi ha. Đây. Mặc định thì nó sẽ tạo ra một số cái partition ha. BFSense nè. Rồi. Thì chúng ta sẽ rút cái USB chúng ta mang đi cài nha mọi người. Rồi vậy là cái bài hôm nay mình đã hướng dẫn mọi người cách tạo một cái USB ha, boot để cài BFSense. Rồi loạt bài tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách setup ha, cũng như cấu hình BFSense. Rồi xin chào mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video clip tiếp theo. Rồi xin chào.